Sáng nay chúng ta đã khơi động được niềm hăng say tu tập. Thế nhưng sự gián đoạn khi nghỉ trưa có thể khiến chúng ta phân tâm. Vậy nếu muốn tránh sự sao lãng để tập trung tâm thức, tìm lại niềm hăng say của buổi sáng, quý vị nào là người Phật giáo, hãy nghĩ đến bổn phận mình phải cố gắng tu tập để đạt được thể dạng của một vị Phật, hầu phát huy khả năng mang lại sự an vui cho chúng sinh. Sáng nay chúng ta đề cập đến nhiều thể loại tan biến, mô tả các quá trình tan biến của các cấu hợp hình tướng, giác cảm và nhận biết. Vậy chúng ta tiếp tục xét đến các thứ tan biến khác xem sao. Bốn nhỏ, tan biến thứ tư. Đó là năm thứ tan biến liên quan đến cấu hợp tác ý, hay tác trí, hay tạo tác duy ý. Sự tan biến này gồm năm thể dạng sau đây. Cấu hợp tác ý, trí tuệ tác ý tiên khởi căn bản, thành sở tác trí, còn gọi là trí tuệ của sự tạo tác duy ý. Thành phần khí, giác cảm dị giác, dị thuộc thành phần tiếp nối liên tục của cá thể. Cấu hợp của sự tạo tác duy ý khởi sự tan biến, tiếng Tây Tạng gọi cấu hợp này là Duce Gai Pomgro. Ý nghĩa đại cương của chữ Duce là sự sinh hoạt. Dấu hiệu bên ngoài là thân xác trở nên hoàn toàn bất động, không thể cử động được nữa. Đồng thời trí tuệ tác ý tiên khởi căn bản tan biến, có nghĩa là sự tan biến của khả năng nhận thức giúp ta nhớ lại các hành động còn phải thực thi trong cuộc sống bình thường. Dấu hiệu chứng tỏ khả năng đó bị mất đi là dấu hiệu bên ngoài. Người hấp hối mất hết ý niệm về những gì phải làm. Thành phần khí cũng đồng lượt tan biến. Dấu hiệu bên ngoài là hầu hết các khí luân chuyển trong cơ thể đều quy tụ lại ở vị trí tim. Một cách chính xác hơn, có 10 loại khí luân chuyển trong cơ thể, tất cả đều quy tụ lại ở vị trí giữa ngực. Tuy nhiên, chúng ta không mô tả chi tiết sự vận hành đó vì khá phức tạp. Chỉ cần nêu lên một biến cố bên ngoài khá quan trọng, đó là hơi thở thô thiển hoàn toàn ngưng bặt, người hấp hối hết thở. Giác cảm về vị tan biến, đây cũng là một dấu hiệu bên ngoài. Lưỡi trở nên dày cộm và co rút lại, cuốn lưỡi trở nên tím ngắt. Sau hết, vị thuộc thành phần tiếp nối liên tục của cá thể cũng tan biến. Dấu hiệu bên ngoài là người hấp hối không còn nhận biết được vị. Hơn nữa, trong khi xảy ra sự tan biến thứ tư, giác cảm liên quan đến thân xác cũng tan biến. Dấu hiệu bên ngoài là người hấp hối mất hết giác cảm trên thân xác. Có vật gì đụng chạm vào thân thể cũng không hay biết. Dù sự va chạm gây ra khó chịu hay êm ái cũng không nhận ra. Dấu hiệu bên trong của giai đoạn tan biến này là gì? Người sắp chết có cảm giác như trông thấy một ngọn lửa của một chiếc đèn dầu lay động và bập bùng trong gió. Kinh sách dùng cách diễn đạt như sau: một thành phần này tan biến hay hòa tan trong một thành phần khác. Vậy thiết nghĩ cũng cần phải hiểu rõ cách diễn đạt ấy có nghĩa là gì. Thí dụ, khi nói thành phần đất tan biến vào thành phần nước, có nghĩa là thành phần đất mất đi khả năng chống đỡ, chuyển tải tâm thức hay tri thức. Thành phần đất không còn đảm đang được vai trò chuyển tải của nó nữa. Đồng thời, với hiện tượng đó, người ta có cảm giác như thành phần nước trở nên quan trọng hơn, hàm chứa khả năng lớn hơn, giữ một vai trò quan trọng hơn. Thế nhưng thật ra khả năng của thành phần nước không hề gia tăng thêm, tác động của nó chỉ trở nên lộ liễu hơn và dễ nhận thấy hơn sau khi thành phần đất đã bị tan biến. Chúng ta vừa tìm hiểu quá trình tan biến của bốn cấu hợp đầu tiên là hình tướng, giác cảm, sự nhận biết và sự tạo tác duy ý. Năm nhỏ, sự tan biến thứ năm. Đây là sự tan biến liên quan đến cấu hợp tri thức. Sự tan biến này cũng gồm có năm thể dạng như sau: cấu hợp của tri thức, trí tuệ Dhammadhatu tiên khởi căn bản, còn gọi là trí tuệ Như Lai Tạng
hay pháp giới trí căn bản, thành phần không gian, giác cảm tâm thần, sự vận hành của tâm thức, căn bản hiểu biết các pháp Dhamma. Đối với sự tan biến thứ năm, tức là sự tan biến của tri thức, chúng ta không sử dụng cách mô tả sự tan biến đối với bốn thứ cấu hợp trên đây, mà bắt buộc phải sử dụng đến một cách tiếp cận khác. Thay vì mô tả sự tan biến của năm hiện tượng liên quan đến cấu hợp của tri thức, chúng ta sẽ mô tả sự tan biến của 80 sự nhận thức gián tiếp hay 80 ý niệm, tức là các thể loại nhận thức thuộc loại thô thiển. Chúng ta có thể kể ra đầy đủ tất cả 80 khái niệm nhận thức trên đây, thế nhưng sẽ quá dài dòng. Chỉ cần hiểu là trong giai đoạn này, một số lớn các khả năng nhận thức thô thiển suy yếu trầm trọng. Trong khi xảy ra sự tan biến thứ năm, 80 ý niệm tan biến trước nhất, và người ta bảo rằng chúng tan biến vào các thể dạng bên ngoài, hiển lộ ra bên ngoài. Trong giai đoạn đầu của sự tan biến của 80 ý niệm thô thiển, dấu hiệu bên trong là người hấp hối nhìn thấy một ngọn đèn dầu, thế nhưng ngọn lửa thật im, không bị lay động. Nguyên nghĩa và cũng được ghi chép trong kinh Tantra là ngọn lửa của một chiếc đèn thấp bằng bơ lấy ra từ sữa. Sau đó, khi tất cả các khái niệm thô thiển hoàn toàn tan biến, người hấp hối có cảm giác như trông thấy một thứ ánh sáng màu trắng, tương tự như trăng rằm. Khi 80 ý niệm nhận biết, tức các khái niệm thô thiển tan biến, khí thô thiển trước đây luân chuyển trong cơ thể và giữ vai trò chuyển tải cũng kết tụ lại và tan biến dần. Sau khi 80 ý niệm thô thiển tan biến hết, các biểu hiện bên ngoài sẽ phát lộ. Thể dạng bên ngoài là một sự nhận thức gián tiếp, thế nhưng tinh tế hơn 80 ý niệm. Trong lúc đó, tức trong khi các khí thô thiển kết tụ lại, giọt trắng từ đỉnh đầu theo kinh mạch trung tâm di chuyển xuống phía dưới. Giọt trắng này phát sinh từ tinh dịch của cha và trong cuộc sống bình thường, vị trí của nó ở đỉnh đầu. Đó là một giọt màu trắng thật nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi giọt trắng rời vị trí đỉnh đầu di chuyển xuống phía dưới, sẽ tạo ra cho người hấp hối cảm giác như nhìn thấy màu trắng. Những gì trình bày trên đây được mô tả trong kinh sách Tantra. Sự mô tả đó dựa vào các khái niệm mà chúng ta ít khi được nghe, nhất là đối với khái niệm về các kara, tức luân xa trong cơ thể. Các kara này chiếm một số vị trí trong hệ kinh mạch của cơ thể. Trong cuộc sống bình thường, giọt trắng nằm tại vị trí bên trên của kara nơi đỉnh đầu. Thế nhưng, trong khi xảy ra sự tan biến thứ năm, kara này sẽ mở ra, nhờ đó giọt trắng thoát ra và di chuyển xuống dưới theo kinh trung tâm và dừng lại phía bên trên của một kara khác nơi trung tâm của ngực. Trong lúc giọt trắng di chuyển xuống phía dưới, người hấp hối có cảm giác nhìn thấy màu trắng và đó là một biểu hiện bên ngoài. Sự tan biến thứ sáu, tức thể dạng bên ngoài tan biến trong sự tăng trưởng. Xin nhắc lại, thể dạng bên ngoài là một thể loại nhận thức tuy gián tiếp nhưng tinh tế. Thể dạng bên ngoài tan biến có nghĩa mất hết, khiến thể dạng xảy ra sau đó phát lộ rõ rệt hơn. Dấu hiệu bên trong của sự tan biến này là người hấp hối có cảm giác toàn thể không gian trang hòa một thứ ánh sáng màu đỏ đậm, tương tự như ánh sáng lúc bình minh khi mặt trời chưa hoàn toàn ló dạng. Toàn thể bầu trời thật quang đãng, không mây
và chan hòa ánh sáng màu đỏ hay đỏ cam. Tại sao trong giai đoạn này người hấp hối lại có cảm giác nhìn thấy không gian chan hòa màu đỏ thật tươi? Bởi vì nơi vị trí của rốn có một cara khác, và trong cuộc sống bình thường tại vị trí này có một giọt màu đỏ nằm bên dưới cara rốn. Giọt đỏ phát sinh từ mẹ, mang bản chất lửa. Thế nhưng trong giai đoạn tan biến thứ 6, cara bí mật và cara nơi rốn mở ra, và giọt đỏ di chuyển ngược lên phía trên và sau cùng dừng lại bên dưới của cara nơi vị trí ngực. Trong lúc giọt đỏ di chuyển, người hấp hối nhìn thấy không gian chan hòa màu đỏ như vừa mô tả. Người không tu tập khi hấp hối sẽ trải qua toàn bộ tất cả các quá trình và các sự cảm nhận đã được mô tả. Thế nhưng tất cả chỉ dõn dạng có thế. Họ không biết sử dụng các quá trình cũng như các cảm nhận ấy để biến chúng thành con đường tu tập. Trái lại, đối với những người được tập luyện từ trước thông suốt một số phương pháp thiền định, trong khi thế gian bên ngoài và sự tăng trưởng phát lộ, họ hiểu ngay đó chỉ là những cảm nhận, nhận thức hoàn toàn không mang bản thể nội tại, bản chất của chúng không tự tại. Người tu tập dựa vào đó để thiền định về tánh không. 7. Sự tan biến thứ 7. Sự tăng trưởng của thể dạng bên ngoài tan biến và mất hết khả năng. Xin nhắc lại, sự tăng trưởng là một thể loại nhận thức tinh tế, đồng thời phát hiện một thể dạng khác gọi là gần thu đạt được. Xin nhắc lại vị trí của hai giọt đỏ và giọt trắng. Giọt đỏ nằm bên dưới và giọt trắng nằm bên trên cara ở ngực. Tâm thức cực tinh tế nằm bên trong cara này. Cũng cần nói thêm là nơi cara ở vị trí ngực có 6 nút thắt, 3 nằm bên trên và 3 nằm bên dưới. Ở giữa là tâm thức. Xin chú ý theo tan tra tâm thức nằm ở vị trí ngực, không nằm trên đầu như ta thường tưởng. Và khí cực tinh tế. Khi thể dạng bên ngoài tăng trưởng và mất dần sức mạnh, khả năng hay hiệu lực của nó, 6 nút thắt sẽ được tháo gỡ, giúp cho giọt trắng di chuyển xuống thấp hơn một chút và giọt đỏ di chuyển lên cao hơn một chút so với vị trí trước đó của chúng. Hai giọt đỏ và trắng ép chặt tâm thức và khí cực tinh tế. Tương tự như tâm thức và khí thật tinh tế bị khóa chặt trong một cái hộp bởi hai giọt trắng và đỏ. Người hấp hối có cảm giác như rơi vào bóng tối và cảm thấy như bất tỉnh, hoàn toàn không còn một cảm nhận nào nữa. Đó là dấu hiệu bên trong của giai đoạn tan biến này. 8. Giai đoạn tan biến thứ 8. Tâm thức thuộc thể dạng gần thu đạt được tan biến vào ánh sáng trong suốt của cái chết. Nói cách khác, thể dạng gần như đạt được, tức một thể loại nhận thức mất hết khả năng của nó và đồng thời tạo điều kiện cho ánh sáng trong suốt của cái chết hiện lộ. Trong thời điểm này, khí và tâm thức thật tinh tế khởi sự tác động. Người hấp hối cảm thấy không gian mở rộng đến vô cực, một thứ không gian hoàn toàn tinh khiết và không màu sắc. Vào giai đoạn này, tức đúng vào thời điểm phát sinh ánh sáng trong suốt, cái chết thật sự xảy ra. Người ta còn gọi đó là Dharma Kavya căn bản, tức pháp thân căn bản. Trên nguyên tắc, một người bình thường lưu lại trong thể dạng này, tức giai đoạn ánh sáng trong suốt trong 3 ngày liền. Đối với họ, sự cảm nhận không gian vô tận và tinh khiết trong giai đoạn này chỉ là một sự cảm nhận máy móc và thụ động. Ngược lại, một người tu tập có thể chuyển sự quán thấy ý trở thành một phép thiền định về tánh không. Đó là giai đoạn của cái chết thật sự, kết thúc quá trình của cái chết. Đối với một người bình thường, nó có thể xảy ra rất ngắn hay kéo dài thêm đôi chút. Thế nhưng trung bình không hơn 3 ngày. Khi cá thể ra khỏi ánh sáng trong suốt của cái chết, giai đoạn này cũng chấm dứt theo. Đồng thời khởi sự giai đoạn trung gian, người chết trở thành một sinh linh trong thể dạng này. Tóm lại, chúng ta vừa theo dõi các giai đoạn đưa đến cái chết. Muốn lợi dụng các giai đoạn đó để tu tập, phải ghi nhớ nằm lòng sự diễn biến tuần tự của các giai đoạn. Ngoài ra cũng phải nhớ lại các dấu hiệu bên ngoài và bên trong. Thế nhưng,
nếu không thể nhớ hết tất cả các dấu hiệu, tối thiểu cũng phải nhớ được các dấu hiệu bên trong và quá trình diễn tiến tuần tự của các thành phần tan biến. Chẳng hạn, nhóm gồm các thành phần liên quan với cấu hợp hình tướng tan biến vào nhóm gồm các thành phần liên quan với cấu hợp giác cảm. Tiếp tục như thế cho đến lúc thể dạng gần thu đạt được tan biến vào thể dạng ánh sáng trong suốt của cái chết. Nếu quý vị còn thắc mắc về một điểm nào trong phần vừa trình bày, xin cứ nêu lên câu hỏi.